Một quán nhậu không gian như Đà Lạt tại Sài Gòn uống bia bằng cái lu chứ không còn bằng cái ly nữa. Xin chào mọi người, địa điểm mình đang tới có tên là Sun Garden. Ở đây được thiết kế với một không gian rất là rộng rãi, một không gian ngoài trời mát mẻ. Ngồi đây nhậu phải nói giống y chang như ngồi trên Đà Lạt vậy đó. Ở đây món ăn rất là đa dạng, từ các món đồng quê đến các món của vùng cao hay các món nhậu thân quen thì quán đều đáp ứng đủ. Chưa hết, ở đây vẫn có phòng VIP dành cho các anh chị em thích sự yên tĩnh hoặc cần nơi để họp công ty, gặp đối tác. Đến quán thì mình gọi ngay món bầu luộc trứng hồng đào, sụn gà rang muối Hồng Kông. Mọi người có thể tham khảo combo 6 chai Budweiser cùng với khô sụn xịn và một combo 6 chai Budweiser cùng với bò một nắng muối kiến vàng. Nghe nói hai món này là best seller của quán Sun Garden luôn. Đi nhậu mà có hai cái combo như vậy thì phải nói là tới nóc luôn. Thử kêu thêm mấy cái món lạ lạ như là xôi bó chim bồ câu, nấu trực tiếp trong một cái chum, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Lửa vẫn còn cháy rất là lớn. Trời ơi, cắn một miếng ta nói nó ngon gì đâu luôn. Món bồ câu này thì bao gồm hai phần, một phần là bó xôi, còn một phần là hầm, ăn rất là bổ dưỡng. Còn cái chum tiếp theo đây là cái chum của mắt cá ngừ đại dương, lửa vây quanh nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn, rất là bổ dưỡng luôn nha cả nhà. Đây, món này là món mà rất là nhiều người biết luôn nè, tép xúc bánh đa, biết bao ký ức tuổi thơ của những con người vùng quê. Ngoài không gian quán để ăn uống thì ở đây vẫn có khu vui chơi dành cho trẻ em, nên là người lớn có dắt trẻ em đi thì không sợ là bé buồn đâu nha. Công nhận quán Sun Garden này trang trí đẹp thật, rất là nhiều bắt rau để chụp ảnh sống ảo luôn. Các bạn đi nhậu mà muốn hái trái cây mang về thì ở Sun Garden có luôn nha. Cứ đến quán đi rồi biết có cây gì nè. Dắt mình để theo mà nhậu xong cái nó lo nó đi hái trái cây rồi nè. Sun Garden nằm ở 512 đường Cầu Vồng, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhớ xem hết video để biết đường đi tới quán nha. Coi chừng lộn nó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.